Cứ đến mỗi cuối tuần, thứ mà các khán giả cuồng nhiệt của giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù ngoại Anh mong chờ chính là cục diện của cuộc đua tam mã giữa Arsenal, Liverpool và Man City. Cả ba đang cống hiến cho tất cả chúng ta một cuộc chiến hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Với cách biệt xì xào, dường như mọi kết quả mà họ có được đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của họ sau mỗi vòng đấu. Nói cách khác, với họ lúc này đây thì mỗi trận đấu đều chẳng khác nào là một trận chung kết cả. Mới cách đây một tuần, Liverpool là đội dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm, hơn Arsenal và Man City lần lượt là 2 và 3 điểm. Ấy vậy mà chỉ cần một kết quả hòa trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford thôi, họ đã đánh mất luôn quyền tự quyết trong cuộc đua hướng đến chiếc cúp bạc danh giá. Cuối tuần này, cả ba anh tài đều sẽ trở về sân nhà để đón chờ những thử thách cam go khác nhau trên hành trình của mình. Và biết đâu, sẽ lại có một bước ngoặt nào đó xảy ra khiến thứ hạng của họ thay đổi xoành xoạch một lần nữa. Đầu tiên sẽ là Man City, đội bóng có vẻ đang thất thế nhất ở thời điểm hiện tại khi đang kém các đối thủ xếp trên đúng một điểm. Sau cuối tuần này, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ là những người cảm thấy dễ thở nhất khi đối thủ của họ chỉ là một Luton Town đang ngụp lặn ở nhóm cầm nền đỏ. Có thể nói là Man City đang có được tinh thần khá tốt trước khi bước vào trận đấu này. Một mặt tại Ngoại hạng Anh, họ vừa mới trải qua hai chiến thắng giòn giã trước Aston Villa và Crystal Palace để khẳng định rằng thầy trò Pep Guardiola đã bắt đầu bật bút đua cuối mùa và sẵn sàng nghiền nát bất kỳ một đối thủ nào muốn ngáng được. Mặt khác, ở chuyến làm khách đến sân của Real Madrid tại khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League, họ đã cùng với Los Blancos cống hiến một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Kết quả này giúp The Citizen chiếm một chút lợi thế trước trận lượt về khi mà họ sẽ được chơi trên sân nhà Etihad. Nửa xanh thành Manchester vẫn đang duy trì hy vọng giành cú ăn bà mùa giải năm nay và đây sẽ là nguồn động lực để họ bắt nạt những đội chiếu dưới như là Luton. Mùa giải năm nay, Man City đã từng đối đầu với Luton 2 lần và trong cả hai trận đấu đó, chiến thắng đều thuộc về phía họ. Ở trận đấu tại FA Cup, The Citizen thậm chí còn tạo nên một cơn mưa bàn thắng khi vùi dập đối thủ với tỷ số 6-2. Còn trong trận lượt đi tại giải Ngoại hạng Anh trước đó, dù gặp phải đôi chút khó khăn, nhưng đội chủ sân Etihad vẫn thu lại được trận thắng 2-1. Chính chiến thắng 2-1 trước Luton hồi giữa tháng 12 đã bắt đầu chuỗi 16 trận bất bại của The Citizen tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, bao gồm 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Theo thống kê tại thánh địa Etihad, đội bóng của Pep Guardiola bất bại trong 40 trận gần nhất trên mọi đấu trường và con số này ít nhiều sẽ khiến Luton kinh hồn bạt vía trước khi bước vào trận đấu. Đó là còn chưa kể ở chiều ngược lại thì Luton lại đang sở hữu một phong độ hoàn toàn trái ngược. Họ chỉ vừa chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng ở Premier League vào cuối tuần trước sau màn lội ngược dòng trước Bournemouth trên sân nhà. Trước đó họ đã phải nhận đến 7 trận thua cùng 3 kết quả hòa. Về mặt lý thuyết, tất nhiên là thầy chó luyện viên Rob Edwards vẫn rất cần điểm để có thể đua trụ hạng khi đang xếp thứ 18 bằng điểm với Nottingham Forest và kém Everton 2 điểm. Rõ ràng cơ hội của họ là vẫn còn, song để có thể tạo nên được bất ngờ trước Man City đang có phong độ bất khả chiến bại lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trái với Man City, Liverpool vừa mới trải qua giai đoạn giữa tuần đáng thất vọng khi đã để thua Atalanta với tỷ số 0-3 ngay tại Anfield trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết Europa League. Cơ hội để tạo nên một màn lội ngược dòng ở cuộc tái đấu trên đất Ý, qua đó chen chân vào bán kết chỉ là 10%. Nói cách khác, với cách biệt quá lớn, Liverpool gần như đã nói lời tạm biệt tại sân chơi cấp châu lục. Đúng là sẽ chẳng có một ai vui nổi khi chứng kiến đội bóng huấn luyện viên Jurgen Klopp lần lượt buông bỏ hết sân chơi này đến sân chơi khác như vậy. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ tích cực nào đó, vậy nên có vẻ huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò cần buông bỏ bớt để thật sự tập trung vào mục tiêu vô địch Premier League khi chỉ còn lại 7 trận đấu trước mắt. Như đã nói, trận hòa trước Manchester United hồi cuối tuần vừa rồi khiến The Kop đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay của Arsenal. Mặc dù có bằng điểm với đội bóng Bắc London, song Liverpool lại phải chịu xếp dưới vì ít hơn 9 hiệu số bàn thắng bại. Song đối thủ mà Liverpool sẽ phải tiếp đón ở vòng này cũng chẳng quá khó khăn, khi đó chỉ là một Crystal Palace đang đầy bất ổn dưới thời tân huấn luyện viên Oliver Glasner. Xét về thành tích đối đầu, Crystal Palace chưa từng thắng Liverpool kể từ năm 2017. Và cặp đấu cuối cùng là cuộc đụng độ giữa đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng Arsenal gặp Aston Villa, câu lạc bộ với tham vọng chen chân vào top 4 ở mùa giải năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạo ra một màn trình diễn ấn tượng ở bờ biển phía nam khi đến làm khách của Brighton vào vòng đấu trước. Với David Raya hầu như không gặp khó khăn nào trong khung thành và các bàn thắng của Bukayo Saka, Kai Havertz và Leandro Sosa giúp pháo thủ giành chiến thắng 3-0. Saka và Trossard cũng đã tiếp tục ghi bàn vào hồi giữa tuần khi Arsenal có được trận hòa 2-2 trong trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League với Bayern Munich.
Nhưng có lẽ mục tiêu lớn nhất của Arsenal vào lúc này chính là chấm dứt 20 năm chờ đợi để lên ngôi vô địch nước Anh. Họ đang có hy vọng lớn để làm được điều đó ngay trong mùa giải năm nay. Nhưng tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Emirates ở vòng đấu thứ 33 sẽ là một thử thách không hề dễ dàng dành cho thầy trò Mikel Arteta. Về tình hình nhân sự, người duy nhất có mặt trong phòng y tế của Arsenal trước trận chiến cuối tuần này là Julian Timber, cầu thủ đã trở lại tập luyện ở đội 1 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Ajax vẫn chưa sẵn sàng về mặt thể lực để có thể ra sân thi đấu tại Premier League. Bên phía đối diện, những sự lựa chọn của Emery ở giữa sân càng bị giảm sút bởi chấn thương của Boubacar Camara và Jacob Ramsey cùng với việc Douglas Luiz phải nhận án treo giò. Phong độ của đội khách cũng đang không tốt vào lúc này. Villa là một trong 4 đội duy nhất đánh bại Arsenal ở Premier League mùa giải năm nay. Nhưng trước cuộc đụng độ quan trọng vào cuối tuần tại thủ đô, họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Premier League với 2 thất bại và 2 trận hòa. Mặc dù vậy, Villa lại chơi rất tốt khi thi đấu tại London. Họ đã bất bại trong 9 chuyến làm khách gần nhất đến thủ đô nước Anh ở Premier League. Thắng 6 và hòa 3, đó là chuỗi trận bất bại dài nhất của họ ở thủ đô trong lịch sử giải đấu của đội bóng này. Và lần này Arsenal cũng sẽ chào đón một gương mặt quen thuộc trở lại với sân Emirates là huấn luyện viên Unai Emery. Emery đã đối đầu với Arsenal 6 lần trong sự nghiệp của mình với thành tích 2 thắng 3 hòa và một thất bại với tỷ số 4-2 tại Villa Park vào tháng 2 năm ngoái. Ở phía dưới, các hậu vệ ở pháo thủ sẽ cần cực kỳ cẩn thận với Ollie Watkins, cầu thủ đã ghi được 18 bàn tại Premier League năm nay và 3 bàn trong 2 trận gần nhất cho Villa trên mọi đấu trường. Ở phía trên, Saka, Kai Havertz và Trossard sẽ cần tiếp tục thể hiện phong độ đang bay cao của mình để khoan phá mảnh lưới của đối thủ, qua đó mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Đó là 3 trận đấu mà người hâm mộ của Ngoại hạng Anh ít nhiều sẽ đổ dồn sự chú ý và trong cuối tuần này, bởi từng kết quả thu lại đều sẽ ảnh hưởng đến cục diện của cuộc đua cuối mùa. Liverpool, Arsenal hay Man City, 3 đội bóng đang mang 3 tình cảnh khác nhau, nhưng mục tiêu thì chỉ có một, đó chính là hướng đến chức vô địch. Bên cạnh đó, đến những khán giả khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng họ còn đang cùng nhau tạo nên một cuộc đua hấp dẫn và kịch tính nhất từ trước đến nay.